Vâng, trước màn hình nhỏ của quý anh chị và các bạn, đây là một mẫu xe cực kỳ là đẹp xuất sắc luôn, em dám khẳng định quý anh chị và các bạn vậy. Là cái mẫu xe sản xuất Honda Civic, sản xuất năm 2006, bản đủ động cơ 2.0 số tự động. Và bên đang chào bán với giá là 288 triệu đồng quý anh chị nhá, cho cái mẫu xe Honda Civic này. Chỉ các bạn là một mẫu xe đẹp xuất sắc luôn, mang biển số ở Quảng Ninh. Đấy, mẫu xe này quý anh chị nhìn nhá. Xe chủ xe đã đổ lên cái đèn nét của cái chiếc hai cụm đèn phía trước đây. Đấy, đổ lên cái đèn nét thì nhìn rất là sáng, rất là đẹp luôn đó. Và xe thì được trang bị rất là nhiều cái tính năng hiện đại trên xe, như túi khí, phanh ABS, cửa sổ trời. Và chiếc xe này đăng kiểm rất là dài nhé, tháng 1 năm 2020. Xe được trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình định vị đầy đủ quý anh chị nhá. Đấy, một chiếc xe phải nói là xuất sắc luôn, với giá 288 triệu đồng thôi quý anh chị nhá. Sản xuất năm 2006, mang biển số Quảng Ninh. Và tổng thành chiếc xe này em về không phải làm bất cứ chi tiết gì, em vừa lấy về xong, em chỉ rửa qua và quay cho quý anh chị các bạn luôn. Và chiếc xe này không phải làm bất cứ chi tiết gì nữa, và full đồ chơi luôn rồi nhá, một chiếc xe bản đủ luôn, cửa lóc. Đấy, rất là nhiều chi tiết chủ xe đã mạ hết lên chrome rồi, nên quý anh chị nhìn rất là sáng xe. Và tích hợp xi nhan gương, gương cụp xòe luôn nhá, gương cụp xòe. Đấy, quý anh chị nhìn nhá, đấy gương đang cụp, quý anh chị nhìn nhá. Đó, gương đang cụp đây, gương cụp xòe luôn. Đấy, đăng kiểm tới tháng 1 năm 2020. Đó, thực sự là một cái mẫu xe rất đẹp luôn đấy ạ. Rất đẹp luôn, em dám khẳng định quý anh chị và các bạn là một cái mẫu xe xuất sắc. Đấy, sản xuất năm 2006. Nà răng lên quý anh chị nhìn này, phanh ABS 4 bánh, phanh ABS 4 bánh luôn nhá. Và cái form dáng của mẫu Honda Civic thì quý anh chị và các bạn khỏi bị nói rồi, nó cực sự là một cái mẫu xe form dáng rất đẹp luôn. Đấy, mặc dù sâu đời nhá, đấy, nó còn đẹp hơn rất là nhiều những cái chiếc xe hiện đại bây giờ. Đó, 2006 với giá 288 triệu đồng. Xem xe tại 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Quý anh chị và các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cái dòng xe này, alo cho em Loan có số điện thoại là 0976 081 69, để chốt sớm cái mẫu xe này nhá. Đấy, một cái mẫu xe thực sự là một cái xe rất đẹp luôn đấy ạ. Đó, quý anh chị và các bạn ở khu vực phía Nam nhá, không tiện đi xem xe, quý anh chị và các bạn có thể alo cho em Loan qua số điện thoại là 0976 081 69. Em sẽ quay chi tiết, gửi hình ảnh chi tiết cho quý anh chị và các bạn về cái mẫu xe này, để quý anh chị và các bạn có thể chốt được cái mẫu xe này nhá. Đấy, bên em thì bán xe giá rất hợp lý thôi, quý anh chị và các bạn có thể tham khảo thoải mái mọi chỗ. Form dáng của nó đây, xe thì em cam kết là một cái mẫu xe cực kỳ đẹp và xuất sắc rồi, thì đương nhiên nó sẽ không có hiện tượng đâm đụng, tai nạn hay ngập nước gì ở mẫu xe này. Đấy, trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết quý anh chị nhá. Đấy, một cái mẫu xe động cơ 2.0 bản đủ nhá, một mẫu xe 2.0 bản đủ số tự động, cửa lốc. Đó, tổng thành chiếc xe này không phải làm bất cứ gì nữa, chiếc xe này nữa. Và xe thì không hề có hiện tượng là mục mọt gì. Đây, em sẽ cho quý anh chị các bạn xem gầm luôn. Đấy, quý anh chị nhìn nhá. Đấy, gầm của chiếc xe này rất là chắc và không hề có hiện tượng là mục mọt gì cả. Đó, cho quý anh chị và các bạn xem cái hệ thống nội thất của cái mẫu xe này luôn. Đây, được sản xuất năm 2006 và cái nội thất là hoàn toàn là nguyên bản theo xe. Đây, quý anh chị nhìn này. Đấy, một cái nội thất da xịn luôn. Đấy, qua thời gian sử dụng nó có hiện tượng dạn ở cái phần ghế tựa này thôi nhá. Dạn thôi nhá. Còn lại thì các ghế khác còn rất đẹp luôn. Đấy, như mới luôn. Đây, quý anh chị nhìn này. Bốn tổng lưng hạ kính và keo chỉ zin theo xe. Đấy, quý anh chị nhìn nhá. Đấy, thực sự là một cái mẫu xe rất đẹp quý anh chị ạ. Đấy, cái phần nhựa của cái chiếc Honda Civic đây quý anh chị nhìn này. Đấy, nhựa nó rất đẹp luôn. Và cái chiếc xe này thì đây quý anh chị nhìn nhá, ốc này vẫn còn ốc 7 màu nhá. Đấy, ốc 7 màu nhá, ốc bản đề hoàn toàn là chưa có hiện tượng là đụng gì cả vào đây nhá. Đấy, chưa hề có hiện tượng là đụng gì vào đây. Đấy, ốc này zin 7 màu nhá. Đó, vô lăng đây quý anh chị nhìn này. Vô lăng cũng tích hợp đây. Và xe đây nhá, trang bị màn hình này, cam lùi, cam hành trình đầy đủ của xe luôn nhá. Và xe trang bị là full đồ chơi rồi, full đồ chơi rồi quý anh chị nhìn nhá. Đấy, và cửa sổ trời đây. Đấy, cửa sổ trời. Đó, trần nỉ nguyên bản theo xe, tất cả chi tiết là hoàn toàn là nguyên bản. Đấy, một cái mẫu xe em phải khẳng định với quý anh chị và các bạn là một cái mẫu xe đẹp xuất sắc luôn. Đấy, đẹp xuất sắc ấy ạ. Đó, trang bị hộp số tự động. Đấy, nội thất đây, nội thất sau rất mới.
Đấy thì bây giờ trời cũng hơi tối một chút rồi, em cố gắng quay nhanh, nhưng mà cũng chi tiết nào cần quay chi tiết thì em cũng đã quay cho quý chị và các bạn, để quý chị và các bạn có thể chốt sớm được cái mẫu xe này. Đấy quý chị nhìn nhá, da là da xịn, là nguyên bản theo xe đó. Với giá bên em đang chào bán là 288 triệu đồng thôi quý anh chị nhá, 288 triệu đồng để quý anh chị và các bạn sở hữu ngay một cái mẫu xe sản xuất năm 2006, số tự động, bản đủ nhá, cửa lốc này. Đấy quý anh chị và các bạn muốn biết thêm chi tiết cái chiếc xe này thì quý anh chị và các bạn thuê để alo cho em Loan nhá, qua số điện thoại để lấy hình ảnh chi tiết cái mẫu xe này là 0976081699 nhá. Đó, đây thực sự là một cái mẫu xe rất là đẹp, và chủ xe đi cũng rất là cẩn thận giữ gìn. Đây đấy, đến cái lốt đấy còn là rất là đẹp đấy, quý chị nhìn này, đấy nó sàn nhá, nhìn rất đẹp luôn đó. Đấy thì trời cũng đang mưa rồi, em cố gắng quay nhanh cho quý anh chị và các bạn. Để sau đây em sẽ cho quý anh chị và các bạn xem cái hệ thống máy móc của cái chiếc xe này luôn. Em sẽ nổ máy cho quý anh chị và các bạn nhé. Và đây gương là gương đang cụp nhá, em sẽ nổ máy cho quý anh chị và các bạn để xem là cái gương của chiếc xe này nó có hoạt động hay không quý anh chị nhá. Đấy, đây và em nổ máy thì gương đã ra nhá, và gương là cụp xe và tích hợp xi nhan gương. Đây em đang nổ máy chiếc xe này, em quay cho quý anh chị và các bạn xem hệ thống khoang máy luôn. Đó, trời đang quay thì trời mưa. Đây thực sự là một mẫu xe rất đẹp luôn quý anh chị nhá. Và cái chiếc xe này em cam kết là máy móc zin chưa ra. Đây. Đấy, máy ốc còn đầy màu quý anh chị nhá. Và quý anh chị và các bạn nếu xuất nhanh cái mẫu xe này alo ngay cho em Loan qua số điện thoại là 0976081699 để được sở hữu mẫu xe cực kỳ đẹp này nhá. Đấy. Ốc này quý anh chị nhìn này. Ốc chưa ra ốc luôn nhá. Đấy. Ốc chưa ra luôn, cũng là ốc bảy màu nhá. Đấy. Thực sự là một cái mẫu xe rất là hiếm quý anh chị ạ. Rất là hiếm nhá. Đấy. Ốc này cũng còn đánh dấu ốc bảy màu của nhà sản xuất đây. Đó. Rất là hiếm một cái mẫu xe, em dám khẳng định quý anh chị các bạn từ đầu video clip là một cái mẫu xe xuất sắc luôn. Đấy, xuất sắc luôn ạ. Máy nổ chiếc xe này khỏi chê rồi, rất êm. Và quý anh chị và các bạn nếu xem được video clip này của em mà muốn chốt cái mẫu xe này alo ngay cho em Loan nhé, 0976 08 169 để được sở cái mẫu xe cực kỳ đẹp này để về sử dụng cho gia đình mình. Đấy, hoặc chị em phụ nữ chúng ta đi nó cực kỳ là hợp lý luôn. Một cái chiếc xe zin toàn xe luôn, chưa hề muốn rửa ra máy, không đâm đụng, không tai nạn, ngập nước gì cả. Đấy là combo đây. Đó là tổng thành cái chiếc xe Honda Civic được sản xuất năm 2006, bản đủ số tự động, động cơ 2.0 của Lock nhá. Ở chiếc xe này mình đang chào bán với giá là 288 triệu đồng cho cái chiếc Honda Civic này. Đấy quý anh chị nhìn này, cái đèn rất là sáng, rất là đẹp luôn. Tích hợp xi nhan gương và gương cụp xe. Xem xe tại 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Và mọi chi tiết quý anh chị và các bạn có thể alo cho em Loan qua số điện thoại là 0976 08 169 để được sở hữu cái mẫu xe Honda Civic được sản xuất năm 2006 này quý anh chị nhá. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh trong suốt thời gian qua. Quý anh chị và các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh, nút chuông thông báo bên phải màn hình nhé, để theo dõi cập nhật những cái mẫu xe mới nhất nên thường xuyên trong ngày. Hẹn gặp lại quý vị các bạn qua những video tiếp theo ạ.